Bạn ơi, bạn ơi, ôi ngủ à? Ừ, về nhà đấy bạn ơi. Ơi sao bạn đến chơi, sao bạn đến không báo với tôi câu? Có mang con gà đứa bạn đặt đây. Ôi quý hóa quá, bạn lúc nào đến cũng mang đồ về này. Mà vợ bạn đâu không thấy rồi. Vợ mình đi phát nương. Các bạn ngồi đây, tôi lấy nước cho bạn uống nhá. Đây các bạn ơi. Tôi cảm ơn. Mà tôi lên đây lần nào cũng thấy bạn chỉ có nằm ngủ bạn. Quen rồi bạn ạ. Bạn ngồi đây nhá, tôi đi gọi vợ tôi về. Vợ bạn đi làm nương xa? Cách đây khoảng tầm 100 mét thôi mà. Chờ cô. Vợ đâu rồi, như bàn tay ô. Như bàn tay vợ à. Ra ngoài này tham quan ao vườn nhà tôi đi. Khu bên này đất rộng nhỉ. Nói chung là cũng được. Đây, đất cái khu này của nhà tôi này. Phân nó hiểu thế. Khu nó vừa bán được có mấy nghìn. Cái khu bên này là cũng của ông đốt à? Ừ đấy. Từ chỗ này ra đây, ra đây. Xung quanh này đằng sau này nữa. Này trên này toàn trồng cái ăn quả này, trồng lấy cố này. Này một phần thì chỗ nào thấp trồng nên loại cây ăn quả thì mình trồng, còn độ cao mình trồng keo. Về nhà đi bạn ơi. Về gió to. Bạn ngồi đây nhá, tôi xem vợ tôi đun nữa được chưa. Lấy con gà đi mổ tí anh em mình. Nước sắp sôi đấy, chuẩn bị đi mổ thôi. Anh lấy đến đâu chưa? Được lúc. Hôm nọ về chả thấy bảo ai, lúc em ngủ dậy chả thấy anh đâu. Hôm nọ về có việc gấp. Hôm nay anh về đừng có về vội hôm nọ nhá. Hôm nọ tại nhà có việc mới về thôi. Ngay ở đây hết ngày về. Anh ơi đi mổ gà đi. Ừ thế mà lấy gà đi mổ đi. Ba đây ba ngồi đây nhá. Mình tôi với ba tôi mang gà đi làm. Ui anh kia mang con này to đấy. Quá thật. Được 4 lần tuần.
ngon này nhỉ. Tớ chiếc té, tầm nỉ xuống tôi. Tớ biết này. Bật sửa về, này, một phần. Sửa. Không bộ bắt tao mày hài không? Mày cửa mày kẹo. Thuận đạp đi tới càng cửa sửa. Tôn trẻ đã. Nó kể thẳng mà mệt khẽ. Tình cái nhà án nghe đó. Cuộc tình được. Tam chuẩn nhá. Bạn ơi, tôi ăn cơm đây. Vào đây. Bạn ngồi bên này cho tôi mặt. Này rượu à? Rượu. Rượu tự nấu ấy. Rượu dân tộc đấy. Đã nhận. Anh mời em chén đi nhỉ. Mời. Xin phép bạn nhé. Mời riêng em á. Anh mời em đấy. Vâng.
Quay ra.